này làm thêm video nữa cho mọi người cùng xem. Và ngày hôm nay tiếp tục trở lại làm thêm video nữa về vẽ. Thì gọi là hôm nay Ngỗng quyết định là mình sẽ tiếp tục hợp tác thêm với một YouTuber nữa, đó chính là bạn Rinni Gacha. Thì hôm nay Ngỗng gọi là sẽ tương tự như những cái video lần trước, đó chính là bạn này sẽ vẽ oxy của Ngỗng và Ngỗng sẽ vẽ lại oxy của bạn này. Trước khi bắt đầu vào video của ngày hôm nay, mọi người cũng đừng quên qua kênh Thúy Vi Vlog để ủng hộ cho Ngỗng nha. Còn bây giờ thì không chần chờ gì nữa, bắt đầu ngay và luôn vào video nào. Let's go. We'll be right back.
tặng một like, một share, đăng ký, một quên thắng người dân bên cạnh. Có video mới thông báo nha, và cũng đừng quên bình luận xin cho Ngỗng biết các bạn thích video ngày hôm nay không.